video mình nói về 14 điều mà mình không thích về chiếc xe mình. Thì mình có hứa hẹn với các bạn là mình sẽ làm một cái video khác là những điều mà mình thích về chiếc xe của mình. Thì có rất là nhiều bạn nói sao mà không thích thì mua làm cái gì. Thì lý do mà mình mua thì là video ngày hôm nay á, thì mình mới làm cái lý do tại sao mình mua chiếc xe. Thì hôm nay mình có 15 điều mà tại sao mà mình mua chiếc xe. Điều đầu tiên mà mình muốn nói tới á, có là nhìn cái dáng nó rất là thể thao, nó rất là đẹp. Đó, thấy không? Thì như các bạn thấy, cái dáng của chiếc xe nó rất là thể thao, nó rất là, khi mà chạy nó gọi là độ aerodynamic của nó rất là lướt gió. Thì đó là lý do tại sao mà đầu điều mà thích nhất cái dáng chiếc xe này lên đó, là lý do tại sao mà mình để dành tiền tới 3 năm trời để mà mình góp gạo mà mình mua chiếc xe này. Thì tới cái điều thứ hai á mà mình muốn nói tới á, là video vừa rồi á mình có nói là những điều mà mình không thích chiếc xe, giống như cái bánh đó, là bánh của xe Prius rồi tùm lum thứ về chiếc xe mà là điều không thích. Thì tất cả những cái điều mà mình không thích từ cái video đó các bạn đều có thể thay đổi ở chiếc xe này hết á. Tại chiếc xe này nó được dùng để thiết kế cho các bạn á, là để quăng phụ tùng vô cho chế, để mà chế đồ vô, coi như là các bạn có thể thay đổi từ cái bánh này cho tới gắn đuôi cá vô rồi bỏ tùm lum thứ vô hết, toàn bộ những cái thứ đó là các bạn đều có thể làm được hết ở chiếc xe này. Thì đó là cái điều mà thứ hai mà mình thích, là bạn dễ dàng cho các bạn chế độ. Rồi giống như các bạn có thể bỏ turbo vô chiếc xe này, bỏ cái body kit vô giống như Bernie Rocket, rồi bỏ Varis, tất cả các loại body kit vô xe đều được hết, rất là ngon. Cái điều thứ ba mà mình muốn nói tới chiếc xe này á, là về cái giá trị, về cái số tiền mà mình mua. Tại vì như các bạn nói, nhiều người nói chiếc xe này thể thao giá rẻ mà, thì đương nhiên thì tiền nào của đó thì đúng. Tại vì nó là giá rẻ cho nên mình mới chọn chiếc xe này để mà mình mua về mình quăng đồ vô. Bởi vì như các bạn biết, chiếc xe này đúng là giá gốc chỉ có 25.000 thôi, nhưng mà tiền này tiền nọ vô gần 30.000, 29.000 mấy trăm, gần 30.000. Thì đó là cái điều thứ ba của mình, đó là cái giá trị chiếc xe nó rẻ. Rồi cái điều thứ tư mà mình muốn nói tới là cái lịch sử của chiếc xe này, nó có từ hồi những năm 86 rồi. Thì nó có cái loại xe nó gọi là mình nhớ không lầm là Corolla AE86. Thì cái đó là đời trước của xe này. Cái sau này tới năm 2012 nó mới sản xuất ra cái loại xe này, nó gọi là Toyota GT86. Thì hiện tại giờ là hãng Toyota nó đang sử dụng cái tên là Toyota GT86. Rồi ok, giờ tới phần kế tiếp mình sẽ nói lại cái phần lốc máy. Cái lý do mà mình thích á, lại lần này. Cái lý do mà mình thích cái lốc máy á, là các bạn biết cái động cơ boxer engine là cái lốc máy nó không hề có chiều cao, nó là chỉ có chiều ngang thôi. Nó chiều cao của nó rất là thấp. Đó là lý do tại sao á, khi mà mình đứng á, các bạn có thể thấy cái lốc máy của nó gần như nó mới qua đầu gối mình chừng tí xíu thôi. Giống như trên cái đầu xe mình vậy. Nó là chỉ qua cái đầu gối mình xíu thôi, tức là cái xe, cái gầm trên chiếc xe nó rất là thấp, thấp hơn rất là nhiều chiếc xe. Thì đó là lý do tại sao mà mình thích cái lốc máy nó. Thứ nhì nữa là cái lốc máy boxer engine á, nó sản xuất sức ngựa mạnh lắm. Mặc dù nó chỉ là 200 sức ngựa thôi. Nhưng mà khi mà các bạn chạy á, các bạn có thể cảm nhận được cái sự mạnh của một chiếc xe. Thì đó là lý do tại sao mà mình mới nhắc đến cái sự mạnh mẽ của chiếc xe, mặc dù nó là chỉ có 200 sức ngựa thôi, bởi vì chiếc xe nó rất là nhẹ. Thì đó là cái điều mà thứ năm mà mình muốn nói tới, đó là sự trọng lượng của một chiếc xe nó rất là nhẹ các bạn. Chiếc xe chỉ có 2.700 pound thôi, thì tính ra khoảng chừng 1.3 tấn thôi. Thì đối với một chiếc xe mà chỉ nặng có 1.3 tấn thôi, nó rất là nhẹ. Thì đó là lý do tại sao mà mình thích chiếc xe này. Nếu mà một khi mà các bạn đô máy lên mà chiếc xe của mà các bạn nhẹ đi á, thì các bạn sẽ chạy sẽ rất là lẹ. Thì giờ tới điều thứ sáu á, mà mình muốn nói tới á, là cái body của nó nó rất là thấp, như mà các bạn thấy. Nếu mà tính ra, có một số người á, họ nói là chiếc xe này thấp hơn Lambo, nhưng mà mình không nghĩ là vậy. Chiếc xe này nó cao hơn Lambo, nhưng mà mình biết chắc một điều là nó cao hơn chiếc Audi RA. Và thứ hai nữa, nó có một cái tính năng khác, nó gọi là low gravity. Thì tức là nó giúp cho các bạn có một cái độ lạng ở trong chiếc xe này, nó lạng rất là đã. Thì nhờ có độ lạng vậy cho nên nó dẫn đến cho mình cái điều thứ bảy mà mình thích, đó là cái độ mà handle của nó, tức là lạng lách của nó rất là mượt các bạn.
khi mà các bạn vo cua với chiếc xe này, chạy đường đèo với xe này là đứng đầu luôn trong trong tất cả những xe trên đường, trừ trừ những chiếc siêu xe thôi mình không nói tới, nhưng mà chiếc xe này mà đối với xe dân dụng, chiếc này là vo cua đã lắm rồi. Tới điều thứ 8, cái điều thứ 8 mà mình muốn nói tới đó là cái ghế xe. Tại vì khi mà mặc dù cái ghế này chỉ là cái ghế vải bình thường thôi, mình không hiểu sao trên này vải mà mặt sau nó chẳng hồi thì nó lại cho cái da với ba đạp. thì khi mà mình á, thì mình ngồi lên á, nó ngồi rất là thoải mái các bạn. Khi mà các bạn lái á, các bạn ngồi rất, nó vừa khích với lại cái cơ thể mình luôn. Thì khi mà nhiều người nói ngồi xe thể thao á, thì sẽ làm cho mình chạy lâu á, thì sẽ bị mỏi lưng. Mà mình chạy xe này đi xuyên bang cũng khá nhiều rồi, nhưng mà mình ít khi mà bị mỏi lưng lắm. Mặc dù mình có lâu lâu mình có bị nhức lưng, nhưng mà không phải là vì do lái xe này mà bị nhức lưng. Thì khi mà các bạn ngồi xuống chiếc xe này mà các bạn đi lên những chiếc xe 4 cửa khác, các bạn sẽ thấy mấy xe 4 cửa nó cao hơn. Thì xe này khi mà ngồi xuống á, các bạn thấy bạn lùn lắm. Thì đó là lý do tại sao mà mình thích ở mấy chiếc xe này. Như các bạn biết, xe này nó chỉ mới ra vào năm 2012 thôi, thì có rất ít trên đường phố ở bên Mỹ này. Thì cái sự mà hiếm của nó rất là hiếm. Cho nên lúc mà mình mua chiếc xe này á, một tháng chưa chắc các bạn thấy được một người chạy giống y chang xe này trong vòng một tháng luôn á. Nhưng mà về sau này thì thấy nhiều, nhưng mà hồi trước á là thấy rất là ít người đi xe này. Thì điều mà thứ chín mà mình nói tới đó là sự hiếm hoi của xe này, rất ít ai chạy. Thì ok, vậy tới mà cái điều kế tiếp mà mình nói tới á, đó là cái sự mà vì cái sự hiếm hoi của đó, cho nên cái mà cộng đồng mà lái xe này á, khi mà họ thấy nhau á, là họ một là họ giơ tay vẫy chào, hai là họ giơ cái thumbs up lên, là giơ ngón cái lên, còn ba nữa là họ nhá đèn để cho mình biết là họ chào mình. Thì mình có một số video á, mình có quay lại cái cảnh đó họ chào mình, thì mình sẽ để lại cho các bạn coi. Thì đó là lý do mình tâm linh cái cộng đồng nó gắn bó với nhau dữ lắm. Bạn hỏi nó gì về xe là tụi nó sẽ trả lời bạn hết rồi. Rồi tới cái điều kế tiếp nữa mà như cái video vừa rồi mình có làm á, là nhiều người nghĩ xe này là Ferrari, thì đó cũng là cái điều mà mình thích nữa. Mình vừa không thích mà mình cũng là thích nữa, là tại vì á, nhiều người nghĩ chiếc xe này là Ferrari, có người hỏi này có phải Lambo không, nhiều người hỏi này có phải siêu xe không, tại nhìn nó thấy là chạy lẹ nhưng mà thật sự nó chạy rất là chậm. Thì đó là lý do mà mình thích, là tại nhìn cái dáng nó giống như siêu xe vậy. Và kế tiếp á, mà mình cũng nói tới á, là cái ở đây là cái power shifter, có nghĩa là cái cần xăng số tự động, cái cần xăng số. Thì khi mà các bạn chạy á, các bạn chỉ cần đập lên đập xuống hay là lên số với xuống số, bên này là coi như là xuống số, còn bên này là lên số. Thì khi mà độ mà sang số của nó rất là nhạy đối với xe này. Tại xe này mình theo mình biết là họ dùng cái kỹ thuật từ chiếc Lexus LFA, là chiếc siêu xe của Lexus, để mà nó làm ra cái loại hộp số của mà xe này, là loại sang số tay của xe này. Nên đó là mà lý do tại sao mà mình rất là thích. Rồi cái điều mà kế cuối mà mình muốn nói tới á, là cái này á, ở bên Mỹ nó gọi là rear wheel drive, là cái động cơ bánh sau. Thì mình không hiểu cái đó là Việt Nam gọi là cầu trước cầu sau, cầu sau á. Thì tại vì khi mà bạn chạy á, mà bạn có động cơ mà cầu sau á, thì xe của bạn á, bạn cảm giác là nó muốn đẩy các bạn lên đằng trước. Mình rất thích cái loại mà bánh đằng sau, tại đa số mấy xe ở Mỹ á, là nó chỉ chạy có cầu đằng trước thôi, chứ cầu sau hoặc là cầu bốn bánh luôn thì ít lắm. Thì mình thích vậy á. Rồi điều cuối cùng mà mình muốn nói tới về chiếc xe này á, khi mà các bạn lên xe này mà ngồi á, lúc nào các bạn cũng nở nụ cười á, lúc nào các bạn cũng cảm thấy là nó vui đó. Lý do là khi mà chạy chiếc xe này nó tạo cho bạn cái cảm giác rất là hưng phấn, và chạy là các bạn lúc nào cũng cảm giác là thích thú để chạy qua. Cho nên xe này mình chạy rất là nhiều mao trong xe này, là mình chạy nhiều lắm, mình thích chạy xe này. Thì đó là lý do tại sao mà mình chọn xe này, mà mình mua xe này bởi vì á, thứ nhất những điều mà mình vừa mới nói, rẻ rồi dáng thể thao rồi dễ cho các bạn bỏ đồ vô nữa, rồi còn nhiều thứ nữa, nhưng mà mình chỉ nói vắn tắt vậy cho các bạn hiểu đó là lý do tại sao mà mình thích chiếc xe này. Thì 14 điều mà mình không thích về xe này á, nó chẳng có nhầm nhò gì đối với những cái điều mà mình thích về xe này đó. Thì mục đích mình mua xe này là
như các bạn vừa coi trong video này, thì tương lai mà là mình sẽ bỏ đồ vô xe này rất là nhiều. Thì nhưng mà trước tiên là phải cần có tiền, thì thì mình đang gom góp tiền để mà mình chế chiếc xe này ra. Thì đó, giờ các bạn biết lý do tại sao mà mình thích xe này rồi đó. Thì có ai có xe thì mình sẽ lấy, mình sẽ làm review rồi mình sẽ cho cảm nghĩ của mình. Ok, video mình đến đây xin hết. Ai thích thì like, subscribe cái kênh của mình. Mình nghĩ tương lai xe này mình sẽ chạy cho tới lúc mà nó chạy không được nữa thì mình mới bỏ thôi, chứ mình không thì mình bán đâu. Ok, chào các bạn ha.